Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mà Vật. Thì hôm nay em xin làm video để hướng dẫn cho mọi người cách việc xóa lời nick đối với các dòng máy để bàn của Godet. Thì nó sẽ bao gồm các dòng như là G500, G530, EZ520, EZ520+, EZ530 và EZ530+. Thì mình có thể thực hiện chung thao tác này. Thì cái nguyên nhân mình cần vì xóa lời nick đó là khi mà mọi người in nhầm với một số lượng lớn những content ra, thì để tiết kiệm giấy in và mực in thì mình cần phải hủy nó đi, tại vì những content đó không cần thiết bởi vì mình in nhầm. Thì mọi người hãy thực hiện theo em ha. Thì đầu tiên em sẽ in một lần in tầm 20 content, ví dụ như em đang in nhầm đi ha. Khi mà em phát hiện in nhầm thì em sẽ bước một em sẽ nhấn nút fix ha, nhấn nút fix, mục đích nhấn nút fix để nó dừng lại cái lần in này. Sau khi em nhấn cái thì máy nó sẽ dừng ngay, nó sẽ vừa in xong vừa con kế tiếp cái nó sẽ dừng ngay lập tức cái lần in lại. Thì để nhấn nút fix bước 1 cần nhấn nút fix để dừng lần in. Bước 2 thì mọi người cần phải xóa cái lần in trên driver của máy tính. Thì nếu như trên driver có tồn lần in thì mọi người mới xóa, còn không thì mọi người bỏ qua bước 2 và tiếp đến bước 3 luôn. Còn cái cách xóa trên driver như thế nào thì mọi người hãy xem ở link hướng dẫn trên phần mô tả, bên em có hướng dẫn cho mọi người ha. Thông thường thì bước 2 này nó không cần phải xóa, tại vì là khi mà mình in quá nhiều lần lên xuống chiếc máy thì trên driver nó không đẩy kịp lần xuống thì nó mới tồn, nên mình mới xóa. Còn thông thường thì mọi người chỉ in một lần này kia thì nó không cần phải làm bước này. Rồi bước thứ ba thì mình cần phải tắt nguồn máy đi để cho nó xóa những cái lần in đang có trên máy. Để tắt nguồn thì phía sau lưng máy nó có công tắc, mọi người chỉ cần nhấn công tắc để tắt nguồn, đợi chiếc máy tắt nguồn hẳn, sau đó mọi người mở công tắc lên để cho chiếc máy nó lên và hoạt động lại bình thường, thì sau đó mình có thể tiến hành lần in mới bình thường. Đây, sau khi mình mở lên thì đợi cho máy nó khởi động xong, đèn sáng lên màu vàng ở đây thì coi như chiếc máy nó đã khởi động xong và giấy không còn chảy ra nữa, cái lần in đã được hủy. Thì mình sẽ tiến hành in tiếp cái lần mới những con tem mà mình cần ra thôi ha. Mình in tiếp cái lần mới tầm 2 con tem thôi ha. Đó, mình in 2 con tem, nó sẽ ra 2 con tem đó, ví dụ như vậy. Thì đó là cái cách hủy và xóa lần in đối với các dòng máy in bề bản của hãng Godet. Thì hy vọng mọi người có thể thực hiện được. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ bất kỳ vấn đề gì về các dòng máy này, mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Mà Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioimavat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.